Xin chào tất cả các bạn nha. Tiếp tục video này mình sẽ hướng dẫn các bạn tham gia một chương trình e-gấp Claim 15 token có hiệu là TAU từ sàn Tarot. Thì để con này còn 4 ngày nữa là kết thúc chương trình e-gấp Claim này các bạn. Thì để Claim được con này thì các bạn click phần link mua copy, phần link mô tả dưới video của mình. Các bạn mở trình duyệt chiếc chocolate của mình ra nè. Rồi bạn chọn qua một đáp nè các bạn. Rồi các bạn dán vào các bạn link dưới mô tả video mình nha các bạn. Rồi các bạn chọn một gỡ nè. Mình thấy dự án này khá là tiềm năng đó các bạn. Mình claim được những token của sàn là rất là có giá trị nha các bạn. Rồi các bạn chọn mạng BNB Smart Chain nha các bạn. Rồi bạn bấm vào connect nè. Connect chocolate nè. Kết nối nè. Ok. Sau khi ra như gì thì các bạn bấm vào claim fee nè các bạn. Các bạn sẽ tốn phí ra là 0.002 BNB của khoảng 0.7 đô các bạn. Khá là cao. Cũng không ăn thua gì các bạn chấp nhận nha các bạn. Rồi các bạn chờ nó chút xíu nha các bạn. Ok, sau hiện tại nó giật xuống còn có 10 token nha các bạn. Rồi các bạn bắt đắp đỡ với chút wallet các bạn. Các bạn copy địa chỉ BC Smart Chain của mình nè. Các bạn qua trang BC Scan các bạn check nha các bạn. BC Scan Gram. Các bạn dán con chắc mình vào đây nha các bạn. Rồi bạn gỡ nè. Rồi đã về rồi các bạn, 83 tập căn. Rồi các bạn gõ tên mã của mình nha các bạn. TAU. Về 10 tập căn rồi các bạn ơi. Hiện tại có 8.000. Tổng cung con này có 1.000 có 1 triệu tập căn, giá khá là thấp luôn các bạn. Hiện tại bạn copy con chắc của nó nè. Này tập căn của sàn các bạn. Rồi các bạn bắt up qua với chocolate mình nha các bạn. Gỡ dán vào đây nè. Bạn mở ra nè. Trên nguồn e-gớp nó nói thông báo là claim 15 token và 60. Chắc nó giật rồi các bạn. Rồi các bạn gỡ vô đây nha các bạn. Đem qua bên sàn Banake Swap coi nó đã cho giao dịch chưa các bạn. Cái sàn đi không ném con chắc của token này vào chi không biết. Quá sợ. Còn dán vào nữa các bạn. Rồi các bạn bấm vào ATT bấm mát nè. Rồi bạn bấm vô bấm mát nè. Rồi hiện tại 0.001 BUT mình coi bao nhiêu ta. BUT mình 0.6 đô. Mình hồi nãy còn làm 0.7 gì còn 0.6 đô. Lỗ 0.1 đô. Ok. Không sao nha các bạn, chơi con này sẽ tăng giá thôi các bạn. Thì video mình hướng dẫn các bạn claim 10 token có kiểu là TAU đến đây cũng kết thúc nha các bạn. Các bạn cứ giữ đó, token của sàn nó sẽ bay nha các bạn. Thì mình chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.